Những giai điệu ngốc nghếch xin giới thiệu kiến thức nhập môn nhảy đường phố. Hãy để bữa tiệc mở màn với vài bước nhảy sôi động. Đó là gì vậy? Đây là một loại hình nhảy nhào lộn bao gồm nhiều động tác chân phức tạp, ví dụ như đá ngựa và tất nhiên là một cú xoay đầu cổ điển. Nó cũng đi kèm với phong cách thời trang chuẩn mực, cảm giác thật tự do. Từ thể thao đường phố, bộ môn này đã phát triển thành môn thể thao được tranh tài tại các sự kiện tầm cỡ thế giới. Các vận động viên cần quy tụ ba phẩm chất đặc biệt. Đầu tiên là sự sáng tạo. Các động tác phải mới mẻ khiến ban giám khảo ngỡ ngàng, bởi họ không muốn thấy một động tác lặp lại tới lần thứ hai. Tiếp theo là khả năng cảm nhạc. Các thí sinh sẽ không biết là họ phải nhảy theo loại nhạc nào. Vì vậy, kỹ năng điều chỉnh các bước di chuyển theo nhịp nhạc là tối quan trọng. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng chính là phong cách. Các vận động viên cần thực hiện các động tác với phong cách riêng độc đáo mà không ai có thể bắt chước được. Nhảy lên nào! Là anh nói đấy nhé. Chắc cậu sẽ không ngạc nhiên nếu như Thỏ cũng biết chút ít về hip hop nhỉ?